Chào mừng mọi người đến trên đầu của một gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người mẫu cái mẫu tủ áo mà ở bên cạnh á, thì nó sẽ có cái tủ để mình để các cái vật dụng lên trang trí ở trên đây này. Đó. Và nó có kiểu lệch trái là lệch phải nha mọi người. Ví dụ như tay bên phải của mình đây thì cái kiểu này là kiểu lệch trái. Còn tay bên trái của mình đây tức là lệch bên phải, tức là mình đứng theo chiều này à. Mọi người thấy không? Nó sẽ là lệch bên phải hoặc là lệch bên trái. Đó. Và theo kiểu này thì mọi người có thể trang trí thêm, để thêm đồ ở trên đây, nó rất là tiện nha. Ví dụ như trong phòng mình nhá, mà mình mình không có cái cốp tivi á, mình có thể để các cái điện thoại sạc pin ở trên đây, nó rất là tiện. Và giá của chiếc tủ này với size 1m4, giá của nó chỉ có 4.600.000, size 1m6 là 4.900.000 và size 1m8 là 5.200.000 thôi nha mọi người. Rất là rẻ phải không ạ? Rồi chúng ta cùng nhau đi xem tham quan tủ một vòng nha. Thì chất cây của tủ này á là gỗ công nghiệp nha mọi người. Vậy thì gỗ công nghiệp xài nó có bền không? Gỗ công nghiệp xài bền lắm nha mọi người. Chẳng qua là khi mà mọi người xài cái tủ này á thì mọi người tránh một điểm lưu ý duy nhất, đó là nó khi nếu mà gỗ công nghiệp thì nó sẽ không chịu được nước đâu nha mọi người. Chứ còn nó rất là cứng nha mọi người. Tại vì cái... Và mọi người có thể thấy là với cái gen đầu tiên thì mọi người có thể thấy là nó sẽ thiết kế gồm có hai thanh treo đồ này. Và ở phía dưới thì sẽ có một cái tầng để cho chúng ta để chăn trong đây chẳng hạn. Bên này nó sẽ có thêm một tấm kính ra để cho chúng ta sơ tiện như là coi đồ xong rồi chúng ta trang điểm chẳng hạn. Và bên ngăn còn lại thì mọi người có thể thấy đây là một cái ngăn để chúng ta xếp đồ ở trong đây. Phía dưới thì sẽ có thêm hai cái hộc. Đó, rất là lớn nha mọi người. Và sở dĩ để khi mọi người đi mua hàng á, và một thường mọi người tò mò đấy, biết đấy là gỗ công nghiệp nó là gỗ gì đây. Mình sẽ cho mọi người xem gỗ công nghiệp là gỗ gì luôn nha. Thì mọi người có thể thấy đây là cái kiểu gỗ công nghiệp à. Đó. Cái này là mình ghép từ cái giấy ép lại nha mọi người. Còn một cái loại rẻ hơn nữa sẽ là MFC, thì cái độ hẹt của nó sẽ nhiều hơn cái loại hẹt này luôn nha mọi người. Và đây mọi người có thể thấy nó sẽ có phủ một cái lớp. Như mình có nói với mọi người đây là lớp chống trầy này mọi người thấy không? Cái lớp này này nó khá là dày á. Và lớp này là gọi là lớp chống chảy. Vì sao vậy? À, cái này là bằng sắt mọi người thấy không? Kè lên cái lớp này nó hầu như là nó sẽ không có bị tạo ra các cái vết xước trên đây. Trừ khi nào mà mọi người thả một cái vật gì nặng đó, nó rớt xuống làm lủng cái lỗ này ra thôi nha. Đây mình cho mọi người coi thêm cái phần tủ còn lại luôn nha. Thì về kết cấu thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Đó. Sẽ có cái tầng ngăn mình để và có cái phần để như vậy. Và mình xin nhắc lại với mọi người điểm lưu ý, tức là khi mọi người xài cái tủ này thì mọi người phải tránh nước nha mọi người. Ví dụ như là mọi người lỡ mà đổ nước ở trên cái bề mặt này á thì nó sẽ không hề bị sao nha. Đây mình sẽ đổ cho mọi người xem nha. Tại vì cái lớp này ở mặt ở trên ấy, nó là mặt lớp melanin chống chảy, tức là nó muốn lớp phủ ở trên rồi. Đó. Nhưng mà nếu mà mọi người để nước đây này, đấy, nó chảy vào các cái khe này này thì nó sẽ không tốt đâu nha mọi người. Tại vì cái khe đấy nó sẽ không được phủ. Do vậy khi mà mọi người lau những cái tủ này ấy, thì mọi người phải lau cái khăn nó hơi ẩm thôi nha mọi người. Cái độ ẩm của nó phải hơi ẩm thôi. Để như vậy thì khi mà mình lau ấy nó sẽ không có bị ngấm nước vào những cái khe như vậy. Nước thì nó ngấm rất là ghê nha mọi người. Đấy, khuyết điểm của cái tủ này chỉ vậy thôi. Còn nếu mọi người không gặp những cái khuyết điểm như vậy á thì mọi người xài cái tủ này rất là thoải mái. Và nó rất là bền nha mọi người. Và đây là phía đằng sau tủ nha mọi người. Ở phía đằng sau tủ thì mình vẫn phủ một cái lớp chống trầy cho mọi người luôn. Đây, mọi người có thể thấy là ở phía trên à. Đó. Thường mình có ở phía đằng sau ấy, thì mình sẽ rất là dễ nhận biết là các cái tủ là gỗ công nghiệp đó. Mọi người thấy không? Cái dạng hẹt này. Và các cái tủ này ấy, thì mọi người nên để bánh xe nha mọi người. Tại vì sao vậy? Khi mình lau nhà á, để nước nó ngập vô ở dưới nó vẫn nở ra bình thường nha. Do vậy mình để bánh xe như vậy á, để nó tránh cái hiện tượng là mình lau nhà nước nó tràn ra á, để nó ngập
tránh cái trường hợp nó bị ngập á. Và mình xin nhắc lại kích thước của cái tủ này, size này là size 1m6, giá của nó là 4.900.000. Và size 1m8 nó là 5.200.000 nha mọi người. Và chiều cao của nó là 2m, chiều sâu là 55. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhá. Và đừng quên là giao hàng tới mà không giống như mua tẻ thì mọi người vẫn trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Xin cảm ơn và chào mọi người.